Alo. Alo, mắc sóng quá nè. Trời ơi, mắc khác luôn nè. Alo. Alo. Đây tôi. Hôm nay đoàn phim cũng như là ekip của phim Lộ Mặt đến đây giao lưu ra mắt với tất cả các bạn khán giả cũng như là các bạn trẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã không ngại thời tiết và không có ngại thời gian để đến đây để cùng xem phim. Và hôm nay có ekip phim Lộ Mặt thì bây giờ Duy Phước xin giao lại micro cho năm diễn viên chính Minh Luân, một tràng pháo tay được không ạ? Lời đầu tiên cho Minh Luân xin được gửi lời chào tất cả quý vị. Và Minh Luân cũng xin được giới thiệu thành phần tất cả anh chị em diễn viên trong phim cũng như là đạo diễn trong phim. Vâng, xin mời anh Vĩnh Thuyên ạ. Xin mời anh Vĩnh Thuyên, đạo diễn của phim Lộ Mặt mà quý vị vừa xem. Kế bên Minh Luân là diễn viên Mạc Văn Khoa. Và chắc là quý vị cũng không có xa lạ gì đúng không ạ? Nữ diễn viên chính trong phim Lộ Mặt, Vĩnh Thuyên Kim. Đây là nghệ sĩ hài Duy Phước. Còn đây là một người mà quý vị nhận ra ai không ạ? Đó, bẻ khóa xe. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay rất là vui khi mà được đoàn phim được đến đây để giao lưu cùng tất cả quý vị. Và song song bên cạnh đó thì đoàn phim cũng như là bên nhà tài trợ nước hoa Trang có những phần quà nước hoa rất là ý nghĩa để gửi tặng cho các bạn gái nha mấy anh chàng. Không phải, tức là nhà mấy anh chàng đi chung với các bạn gái gì đó thì tặng cho các bạn gái nha mấy anh chàng đó. Rồi thì trước khi mà mình có những câu hỏi và những phần quà thì xin mời đạo diễn Vĩnh Thuyên có đôi lời cảm ơn tất cả quý vị. Lời đầu tiên tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất ạ. Chị nhỉnh lên cái chị. Không để làm mất thời gian của các bạn, mình Thuyên và các anh em diễn viên xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất mà các bạn đã đến đây để xem phim và ủng hộ cho bộ phim Lộ Mặt. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và câu hỏi đầu tiên bây giờ. Quý vị ơi, nhanh tay nha, câu hỏi rất dễ. Rất dễ dàng trả lời câu hỏi sẽ có một chai nước hoa trang lịch. Nước hoa đây nha mọi người, nam nữ xài được hết. Cứ xịt lên là thơm mà. Xịt chỗ nào cũng thơm hết. Ở đây chúng tôi có 5 phần quà cho các bạn nào trả lời cái câu hỏi mà đúng nhất. Thì các bạn cho mình biết là trong phim có phân đoạn nào và coi như là cảnh nào là cười nhất trong phim? Vui nhất và cười nhất, phấn khởi nhất. Phấn khởi nhất. Cánh tay nào ạ? Đây nè, đây nè. Bây giờ mình đi first đi. Rồi mình nhường cho bạn gái mình trước đi. Xin mời bạn. Quay gì? Đây chim. Đi đâu? Cảnh hai anh này bê thuốc lá. Có đúng không vậy các bạn? Không. Bây giờ. Ok, mình ghi nhận câu trả lời của bạn này trước ha. Rồi bây giờ mình mời một bạn ra, rồi mình mời bạn này. Ủa, nó cho thấy người đẹp ấy. Mà mình đang đưa gì nè, sao cái mình thấy cái chuyện mình lạ. Nãy giờ vô tay mình nhảy cái tay luôn vậy đó. Dạ em thấy cảnh vui nhất là sinh nhật của anh Phong. Đúng không các bạn ơi? Đúng. Nếu mà các bạn có đúng á thì xin một tràng pháo tay ủng hộ cho chúng tôi. Nói gì rồi ạ? Không có giỡn đâu, cảm ơn các bạn. Hiện tại bây giờ là anh đang chơi mini game mà ai trả lời đúng thì người đó sẽ được nhận quà thì tất. Không ai giỡn đâu. Chắc là đây là sẽ không chịu ai trả lời đúng hết. Là rồi bây giờ mình lại ghi nhận ra câu hỏi kế tiếp để mình nhường cho Minh Luân để hỏi các bạn nha. Câu hỏi rất dễ ạ. Trong phim thì nữ diễn viên chính Vĩnh Thuyên Kim làm nghề gì các bạn? Thì anh nãy em thấy cái đội nón đỏ là ấn tượng với em biết đó. Anh nãy vừa hai ba tay lúc không à? Dạ vâng, có thể bộ phận là cho mình micro lên trên nào. Dạ. Hả?
đây đúng không mọi người? Chưa đúng. Tự trả lời luôn. Mà tự lấy đi đâu mà trả lời luôn. Không ai đưa. Xí gạt cái đó là coi như là cái chuẩn bị. Người ta chuẩn bị mà chị em. Rồi. Rồi xin cảm ơn chị có phần quà dành cho anh. Đó, bây giờ nào tức là bạn kia đã trả lời là đánh ghen là bị sai, bị đánh ghen. Thôi thì cứ chung là có ghen được rồi. Bạn này á thì nói là coi như là mình nghĩ là đúng là xí nghiệp xí gạt số 1. Nói là đúng. Rồi bây giờ cô nói câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi tiếp theo thì chắc là đầu phim thì các bạn có xem một cái cảnh mà mình phục hiện lại thời gian trước đó. Thì xin hỏi mọi người là thời gian nó rơi vào năm mấy ạ? Sài Gòn năm 1992. Rồi, đây. Nhanh lên. 1994. Rồi bây giờ mình xin mời 4-5 bạn vừa rồi lên đây ạ. Rồi em lên, em lên đây. Đây. Chạy lên đây. Ai lên mà chị em một chỗ. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã có một để giao lưu cùng đoàn phim Lộ Mặt. Và đây là những phần quà của nhà tài trợ Đức Hoa Trang. Xin được gửi lên tất cả mọi người đã trả lời những câu hỏi. Trước khi chụp hình thì mình xin hỏi các bạn một câu hỏi cuối cùng. Có quà không? Có quà không? Xem phim có vui không ạ? Vui! Nhỏ quá. Vui không ạ? Nếu mà vui thì mong các bạn hãy về chia sẻ và giới thiệu cho những người bạn của mình để đến đây để xem phim, để đầu phim của chúng tôi có cơ hội thu hồi vốn, để có cơ hội để mà làm cho những cái phim sau. Đang vui tự nhiên nói chuyện tiền bạc quá. Thôi mà nói gì nói cũng rất là cảm ơn mọi người. Nếu mà bạn về nhà mà có chụp hình chia sẻ nha. Chia sẻ là thì rất là cảm ơn. Okay. Tuy là không có quà nhưng mà hôm nay chúng ta cũng có một những cái giây phút rất là vui. Ngoài xem phim ra chuyển giao lưu với đoàn phim đúng không ạ? Mai chị lên đây chụp hình, mai mới chụp cái tâm điểm. Mọi người ơi, có kiếm xin một tấm hình chung được không ạ? Hình kỷ niệm một tấm hình chung nha. Mình ở bên sai nè, mình đứng đây nè. Không, đứng lên thôi, mình sẽ ngược lại. Thì nó chụp máy của chị. Vô đi.
thì cũng giống như trả lời mình trả lời rồi. Có lúc mà dùng tôi biết rồi dùng rồi. Rồi 1, 2, 3. Máy nào vậy? Rồi. Hello. Đi ra ngoài xuống chỗ. Ok. Cảm ơn. Anh tự chụp luôn hả? Livestream, livestream. Anh livestream em tới anh tự chụp anh luôn nhé. Hai cả nhà đến ủng hộ phim lộ mặt nha cả nhà ơi. Cái lộ sao nặng quá vậy? Cái lộ nhẹ thôi, lộ nhẹ thôi. Đâu nhẹ? Hả? Sao vui quá vậy? Đây chim không? Vâng, là đôi tiên mấy chim phước thì chào chào tất cả chú sĩ bằng là chú khỏe là chào chào nhất. Chào hết là phim luôn á. Sĩ mà chào vậy đó. Hai trong đồng phim mình tưởng đi hội chợ. Không, căng không to luôn á.